Với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật, những chiếc điện thoại thông minh cho phép người sử dụng tiếp cận thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Những năm gần đây, một số phần mềm ứng dụng trên điện thoại đã góp phần mang đến nhiều tiện ích cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn và sử dụng các dịch vụ đáp ứng những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Thường dùng điện thoại thông minh ở trong cái cuộc sống đó là nó như một máy tính. Một là chúng tôi có thể dùng nó để xem các cái tin tức hàng ngày ở trên các trang mạng, trên các cái trang thông tin. Thứ hai là có thể tra cứu được tất cả các cái thông tin mình cần. Và chúng ta nói rằng là cái gì không biết thì ta lên Google chúng ta biết, thì chúng tôi thấy rằng là rất nhiều thông tin chúng ta có thể sử dụng được. Cái thứ ba là chúng tôi có thể trao đổi email đối với các đồng nghiệp cũng như những người mà chúng tôi cần phải trao đổi những thông tin. Điện thoại thông minh bây giờ là một vật theo tôi nghĩ là khó mà có thể thiếu được đối với một người làm, như một người dân thông thường cũng như người làm công tác khoa học. Vào những dịp nghỉ lễ hoặc cuối tuần, các gia đình thường có xu hướng tìm đến những không gian ẩm thực tại các nhà hàng, quán ăn để thay đổi không khí, hay cả khi còn đang ở những ngày trong tuần. Nhu cầu này cũng không phải là nhỏ. Tuy nhiên, câu hỏi ăn gì ở đâu thường làm đau đầu rất nhiều gia đình. Để giúp người tiêu dùng dễ dàng giải quyết được vấn đề này, nhiều ứng dụng gợi ý địa điểm ăn uống đã được nghiên cứu và đưa vào sử dụng. Người dùng có thể truy xuất được những cái địa điểm nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi cũng như quán cà phê ở xung quanh máy tính của mình, và từ đó người dùng sẽ tham khảo cũng như là sẽ có những lựa chọn và những quyết định cho điểm đến của mình một cách phù hợp với lại cái nhu cầu ngay tại thời điểm đó. Tin tức sẽ được cập nhật liên tục và thường xuyên trong cái ứng dụng này. Những cái tin tức về ẩm thực, du lịch và giải trí thì thông qua đó người dùng có thể cập nhật được xu hướng của giới trẻ hiện nay về những cái món ăn cũng như là những cái điểm đến vui chơi nổi bật. Các ứng dụng gợi ý địa điểm ăn uống thường có giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Người tiêu dùng có thể phân loại các địa điểm theo sở thích cá nhân như loại hình, món ăn, giá cả. Ngoài ra, việc theo dõi bình luận cũng như đánh giá do các thành viên dùng ứng dụng đăng tải dựa trên các tiêu chí chính như chất lượng món ăn, vị trí, không gian, giá cả và phong cách phục vụ của địa điểm cũng sẽ giúp người tiêu dùng có thêm nhiều thông tin tham khảo trước khi quyết định địa điểm ăn uống cho bản thân và gia đình. Với việc không ngừng đổi mới, cải tiến dịch vụ ứng dụng trên điện thoại của các nhà đầu tư, dự đoán trong thời gian tới, người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều tiện ích hơn nữa để phục vụ cho nhu cầu ăn ngon mặc đẹp và thư giãn của gia đình mình. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại chương trình Đồng hành Hàng Việt ở chuyên mục Qua Việt, Hàng Việt. Tôi vừa